Emily kính chào thái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 29 tháng 3 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Quả báo nhãn tiền, kẻ tài trợ cho phe cực tả để chống Trump nhận bản án 25 năm tù vì tội lừa đảo sau Mỹ và anh đến Canada lên tiếng về nhóm tinh đặc Trung Quốc APT31. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng và cũng là một trong top những nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của Đảng dân chủ để ngăn sự trở lại của Donald Trump, ông Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù hôm ngày 28 tháng 3 vì tội lừa đảo quy mô lớn. Thưa quý vị, theo hồ sơ Ủy ban bầu cử liên bang những năm 2021, 2022, chủ cũ của FTX, Sam Bankman-Fried đã tài trợ khoảng 39,8 triệu đô, hầu hết là cho các đảng viên đảng dân chủ và các nhóm của đảng này. Trở thành cá nhân tài trợ số 2 cho đảng dân chủ chỉ sau George Soros, 128 triệu đô. Anh Bankman-Fried cũng là nhà tài trợ chính cho Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và cũng là nhà tài trợ chính cho Protect Our Future PAC một ủy ban hành động chính trị ủng hộ các ứng cử viên đảng dân chủ như Peter West, người đã thắng cử để trở thành nghị sĩ của Vermont và Robert G. Menendez của New Jersey, người đã giành được một ghế trong hạ viện. Và nực cười hơn, cái này cũng từng có ý định sử dụng tiền để mua chuộc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hàng triệu đô la để không tái tranh cử. Và ông ấy từng có ý định trao 15 đến 30 triệu đô cho Reno Cộng hòa Miss McConnell để đánh bại các ứng cử viên ủng hộ ông Trump trong đường đua thượng viện. Thưa quý vị, Emily thiết nghĩ bản án 25 năm có quá nhẹ so với tội ác mà kẻ này gây ra hay không? Bản án được tòa liên bang ở Manhattan, New York đưa ra nhẹ hơn nhiều so với phía công tố đề nghị là 40 tới 50 năm. Nhưng biết làm sao được khi mà tòa xử vụ án này là tòa được phép cực tả điều hành. Tòa mà vẫn còn đang truy tố vu khống Tổng thống Trump trong mấy vụ án đó. Thẩm phán tòa án quận liên bang ông Lewis A. Kaplan đã tuyên án trong phòng xử án ở Manhattan. Bốn tháng trước, Benjamin Fry làm chứng trước tòa rằng ý định của anh là cách mạng hóa thị trường tiền điện tử mới nổi bằng những ý tưởng sáng tạo và vị tha của mình chứ không phải để ăn cắp. Thẩm phán Kaplan đã bác bỏ tuyên bố của Benjamin Fry rằng khách hàng của FTX thực sự không bị mất tiền đồng thời cáo buộc anh ta nói dối trong lời khai xét xử khẳng định của bị cáo rằng khách hàng và chủ nợ của ftx sẽ được thanh toán đầy đủ là sai sự thật và mang tính suy đoán benman pride đã nói dối trong lời khai xét xử khi nói rằng anh ta không biết quỹ phòng hộ của mình đã chi tiêu tiền gửi của khách hàng lấy từ ftx thẩm phán cho biết ông phát hiện ra rằng khách hàng của ftx đã mất 8 tỷ đô các nhà đầu tư cổ phần của FTX mất 1,7 tỷ đô và những người cho quỹ phòng hộ Alameda Research mà Penman Pride đã thành lập lỗ 1,3 tỷ đô. Trước đó, ngày 2 tháng 11 năm ngoái, Bồi thẩm đoàn đã kết luận Payment Pride, 32 tuổi, phạm 7 tội danh liên quan đến sự sụp đổ của FTX năm 2022, bao gồm lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu rửa tiền. Các công tố viên gọi đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Họ cho biết Benjamin Pride đã biển thủ hàng tỷ đô la để thúc đẩy nỗ lực gây ảnh hưởng và thống trị trong các ngành công nghiệp mới, khiến khách hàng, nhà đầu tư và người cho vay thiệt hại hơn 10 tỷ đô la. Benjamin Price cũng sử dụng trái phép tiền từ những người gửi tiền FTX để chi trả cho các chi phí của mình, như mua những ngôi nhà sang trọng ở Caribe, bị cáo buộc khối lộ các quan chức Trung Quốc và mua máy bay phản lực tư nhân. Benjamin Price là người đồng sáng lập và CEO của FTX và từng có giá trị hàng tỷ đô la. FTX từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới fdx cho phép các nhà đầu tư mua hàng chục loại tiền ảo từ bitcoin nổi tiếng đến các loại tiền ảo chưa được biết đến như shiba inucoin penman pride có hàng tỷ đô la tiền mặt của nhà đầu tư và thực hiện các quảng cáo Super Bowl để quảng bá hoạt động kinh doanh của mình cũng như mua quyền đặt tên cho một đấu trường ở thành phố miami florida Tuy nhiên, sự sụt giảm giá tiền điện tử vào năm 2022 đã gây thiệt hại cho FTX và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của nền tảng này. Một chi nhánh quỹ phòng hộ của FTX, Alameda Research trước đây, đã mua hàng tỷ đô la và các khoản đầu tư tiền điện tử khác nhau, cùng mức một lượng giá trị đáng kể vào năm 2022. Penman Pride đã tìm cách lấp đầy các lỗ hổng trong bản cân đối kế toán của Alameda Research bằng tiền của khách hàng FTX. Ba người khác trong vòng thân cận của Benjamin Price đã nhận tội liên quan và làm chứng tại phiên tòa xét xử anh ta. Người nổi tiếng nhất trong ba người này là Caroline Allison, từng là bạn gái của Benjamin Price. Allison mô tả Benjamin Price là một người tính toán, biết mình có khả năng phạm tội khi chỉ đạo việc sử dụng tiền của khách hàng. Hai người bạn cũ khác của Benjamin Price là Gary Wong và Nisha Singh cũng khai rằng họ cảm thấy mình bị Benjamin Price chỉ đạo làm những chuyện lừa đảo. Benjamin Price được biết với cam kết thực hiện một phong trào khuyến khích người trẻ tài năng tập trung vào kiếm tiền và cống hiến số tiền đó vào những mục đích xứng đáng. Song theo các công tố viên, hình ảnh có trách nhiệm mà Benjamin Price xây dựng đã che giấu hành vi biện thủ tiền của khách hàng trong nhiều năm qua. Sau Mỹ và Anh, đến Canada lên tiếng về nhóm tin tặc Trung Quốc APT-31. Thưa quý vị, cơ quan tình báo điện tử liên bang của Canada cho biết, nhóm tin tặc Trung Quốc APT31 cũng nhắm mục tiêu vào Canada. Mới đây, Mỹ và Anh đã lên án Trung Quốc vì nhóm tin tặc này. Ngày 25 tháng 3, Mỹ ban lệnh trừng phạt nhắm vào một tổ chức mang tên mối đe dọa giai dạng nâng cao 31, APT31. Tổ chức này được Bộ Tư pháp Mỹ xác định là một phần của chương trình gián điệp mạng của Bộ An ninh Trung Quốc. Theo đó, 7 người có liên quan đến tổ chức này đã bị Mỹ truy tố. Những tin tặc này là Ni Cao Bin, Quân Minh, Trân Phân, Phương Gia Quân, Xuân Xiao Huy, Xiong Quang và Trao Quan Trung. FBI Mỹ treo giải thưởng 10 triệu đô la cho thông tin về 7 tin tặc Trung Quốc bị Bộ Tư pháp buộc tội này. Tổ chức APT31 bị cáo buộc trong 14 năm qua đã không ngừng nhắm mục tiêu vào Mỹ, các nhà dân chủ nước ngoài, các công ty và quan chức chính phủ. Về vấn đề này, mới đây, Cục An ninh Truyền thông Canada CSE cũng xác nhận APT31 cũng nhắm mục tiêu vào Canada. CSE cho biết trong một tuyên bố với CBC, CSE thường không bình luận về các sự cố an ninh mạng cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đã thấy hoạt động độc hại nhắm vào Canada từ cùng đối tượng. Bộ trưởng An toàn Công cộng liên bang Dominic LeBlanc hôm ngày 26 tháng 3 nói với giới truyền thông rằng Canada nhận thức được mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng. Trung Quốc là nhà cầm quyền thực hiện các hoạt động như vậy. Khi đó, ông Lee Plan cho biết, tại cuộc họp của các quan chức an ninh quốc gia cấp cao thuộc Liên minh Ngũ Nhãn, ngày 25 tháng 3 cũng đã thảo luận về vấn đề này. Ông lưu ý, không nước nào có thể tránh khỏi mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, chiến dịch hacker toàn cầu của Bắc Kinh là nhằm mục đích trấn áp những người chỉ trích chế độ Trung Quốc. Các cá nhân bị buộc tội phải chịu trách nhiệm về hơn 10.000 email độc hại, ảnh hưởng đến hàng ngàn nạn nhân trên nhiều châu lục. Trong thông cáo báo chí ngày 25 tháng 3, chính phủ Anh tuyên bố từ năm 2021 đến năm 2022, Ủy ban bầu cử nước này đã bị tấn công bởi các thực thể được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ. Chính phủ Anh cũng tuyên bố rằng APT31 đã theo dõi các nghị sĩ Anh trong một chiến dịch bầu cử khác vào năm 2021. Chính phủ Anh công bố lệnh trừng phạt đối với Zhao Guangzhong, Ni Cao Biên và một công ty bình phong được cho là có liên quan đến APT-31. Tương tự, chính phủ Úc ngày 26 tháng 3 đã đưa ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động mạng độc hại của các thực thể được Trung Quốc hỗ trợ nhắm vào các thể chế dân chủ và nghị sĩ Anh. Ngày 26 tháng 3, chính phủ New Zealand cho hay Trung tâm An ninh mạng quốc gia của họ đã kết luận vụ xâm nhập năm 2021 vào văn phòng cố vấn pháp lý nghị viện và bộ dịch vụ nghị viện New Zealand là do một nhóm tên tặc Trung Quốc khác có tên APT40. Sau đó, Ngoại trưởng Winston Peter nói rằng New Zealand đã lên tiếng với Bắc Kinh về hoạt động tấn công mạng này. Ông nói trong một thông cáo báo chí, sự can thiệp của nước ngoài kiểu này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc không tiếp tục thực hiện các hoạt động như vậy. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel youtube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV E-Post Time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi nhé.